Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ và mình là Hoàng Vâu. Bây giờ để cầm 45 triệu mà ra ngoài mua một chiếc Ultrabook thì có thể nói là chúng ta có khá là nhiều lựa chọn. Tuy nhiên thì bây giờ anh em bây giờ khó tính lắm, mình thấy như thế. Anh em bây giờ cứ phải là cấu hình thật cao, rồi thì build là phải kim loại các thứ thì mới chịu cơ. Nhưng mà thật sự thì nói thật với anh em là trong tầm giá 14-15 triệu thì cũng hiếm có chiếc máy nào nó sở hữu những cái cấu hình như vậy hay là trang bị như vậy. Thì bây giờ best anh em yêu cầu những chiếc Ultrabook thì bây giờ cũng phải là i5 Gen 10, chẳng hạn như là HP Envy 13 hay là Acer Swift 3S hay là Asus ZenBook UX334 chẳng hạn. Thì những chiếc máy này nó có mức giá phải từ 19 đến 24 triệu và khá là khó tiếp cận với nhiều anh em, đặc biệt là với anh em sinh viên. Và để giải quyết cho cái nhu cầu khó tính này thì hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một chiếc máy có thể nói là cân bằng giữa mức giá, hiệu năng cũng như là thiết kế, đó chính là chiếc S340 mà mình đang có ở đây. Và hôm nay mình sẽ đi review cho anh em chi tiết chiếc máy này và để xem rằng tầm giá 45 triệu thì chiếc máy này có thực sự đáng mua hay không thì hãy cùng mình đi tìm hiểu trong video này nhá. Và anh em đừng quên mã giảm giá AZ300 vẫn đang được áp dụng tại cửa hàng Laptop AZ. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì không để mất thời gian của anh em nữa, chúng ta cùng bắt đầu video nào. Và chắc chắn rồi, điều đầu tiên mình nghĩ anh em sẽ quan tâm nhất đó chính là về mức giá. Thì mức giá lại là ưu điểm của chiếc máy này. Với 14 triệu đồng, chúng ta có chiếc Core i5 Gen 10 10210U với RAM 8GB và SSD 256. Và phải nói rằng với khoảng 14 triệu đồng thì rất là hiếm chiếc máy nào có cấu hình như này. Nếu có thì cũng chỉ là những chiếc máy cũ mà thôi. Và bên cạnh đó, với 14 triệu đồng thì chất liệu của chiếc máy này lại làm từ nhựa ở thân máy cũng như là kim loại ở phần mặt lưng. Và mình cảm thấy là nhiều anh em cũng không thích nhựa cho lắm, nhưng mà để tối ưu cho giá thành thì đã có một số hãng họ đã trang bị cho chiếc máy của họ một nửa là nhựa và một nửa là kim loại như thế này. Mà tuy nhiên anh em đừng có coi thường nhựa nhá. Với chiếc S340 này thì cảm giác cầm nắm nó cũng khá là chắc chắn. Mặt lưng kim loại thì nó cực kỳ là cứng cáp luôn. Về độ chắc chắn thì mình sẽ cho vào khoảng 7,5 trên 10 điểm. Và đặc biệt là chất liệu từ mặt lưng kim loại cũng như là mặt nhựa chiếu nghỉ tay này thì nó hoàn toàn không để lại mồ hôi vân tay. Cho nên là với những người kiểu lười lười như mình thì cũng rất là ít phải vệ sinh như vậy. Và bên cạnh đó, cái cách trang trí của chiếc S340 này nó cũng được thừa hưởng những nét thiết kế từ những người anh em cùng họ Lenovo như là chiếc S540, ThinkBook 14 hay là chiếc IdeaPad Gaming 3 nữa. Và vẫn là những cái logo Lenovo cả ở phần chiếu nghỉ tay hay là phần mặt lưng như thế này. Và cái mặt lưng nó cũng hoàn toàn nhãn thín luôn. Thì cái cách trang trí này thì anh em có thể tùy ý cá nhân hóa chiếc máy của mình, như kiểu dán sticker cho nó nghịch hay là cho nó tranh xả gì đó chẳng hạn. Và bên cạnh đó này, trọng lượng của chiếc máy này lại là điểm mình cực kỳ yêu thích, khi nó có trọng lượng chỉ 1,6kg cùng độ dày chỉ 1,7cm mà thôi. Em nhìn nhá, cực kỳ là mỏng nhẹ luôn. Và với mình, đây sẽ là ưu điểm trong mắt các chị em phụ nữ khi mà chúng ta chỉ cần mua sắm cho mình một cái túi thời trang kiểu Gucci hay là Dior, xong rồi mang bỏ cái máy này vào, xong mang ra ngoài cả ngày vẫn thanh lịch, thời trang, nhẹ nhàng tình cảm, không vấn đề gì cả. Và với mình thì mình là con trai, mình thì lại làm về sáng tạo nội dung. Mỗi khi mà cần nghĩ ý tưởng thì cũng phải mang ra ngoài cà phê để lên ý tưởng cho nó có mood, đúng không nào? Và với trọng lượng của chiếc máy này thì đã hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của mình. Và với 14 triệu đồng thì chúng ta có một chiếc máy mỏng nhẹ, đẹp, tranh xả, phù hợp với anh em sinh viên văn phòng. Và tính di động tốt lại rất phù hợp với những anh em phải thường xuyên lưu động như mình. Và chúng ta có một thiết kế đẹp rồi, chúng ta có một chiếc máy mỏng nhẹ rồi, thì màn hình của chiếc máy này cũng là một điểm rất là sáng. Và với chiếc S340 này sở hữu một tấm nền IPS với màn hình 13 inch viền cực kỳ siêu mỏng cánh. Đây anh em có thể xem nhá, đây mình để cho anh em xem viền cực kỳ siêu mỏng cánh luôn ở hai bên cạnh này, hai cạnh ở phần màn trên. Với cái viền màn hình siêu mỏng cánh này thì sẽ giúp cho chúng ta có thêm không gian, diện tích màn hình để nhìn so với kích thước của chiếc máy này. Tuy nhiên ý, thì trên chiếc máy này có một cái điểm trừ nhỏ nhỏ, đó chính là nó không có camera. Thì với những anh em mà có nhu cầu học tập online hay là học hành online thì tạm thời chiếc máy này nó chưa phù hợp cho lắm. Tuy nhiên thì để đánh đổi cái camera này thì viền màn hình của chiếc máy này đã tối ưu được hết cái không gian với một chiếc máy 13 inch, giúp cho cái hình ảnh hiển thị nó nổi khối hơn, ấn tượng hơn
và giúp cho đôi mắt của chúng ta nó sẽ không bị sao nhãng bởi tấm viền màn hình. Và theo mình thì cái đánh đổi này là hoàn toàn xứng đáng. Và bên cạnh đó thì bản lề của chiếc máy này cũng có một cái cảm giác hợp mở, nó cũng cực kỳ là chắc chắn. Khả năng nâng đỡ màn hình nó cũng cực kỳ là tốt. Đây, để rung lắc như này cũng hầu như không xảy ra hiện tượng rung lắc gì quá là nhiều cả. Và giống như chiếc S540 ấy, nó cũng có thể gập mở 180 độ như này cơ. Nhưng mà tuy nhiên vẫn giống như S540, mình cũng chả bao giờ mình thích cái gập mở 180 độ như này. Nó cũng dễ để lại cái vết sức răm nếu như mà không có hai cái viền cao su như EcoLip ấy. Thì đây là một điều mình cũng không thích cho lắm. Và tiếp theo, màn hình này sở hữu cho mình một cái phổ màu lên đến 60% sRGB, 45% Adobe RGB, độ sáng là 250 nit, tương phản là 360:1 và Delta E là 4.2. Thì theo đánh giá của mình thì chất lượng hiển thị của cái màn hình này nó chỉ dừng lại ở mức trung bình thôi. Tuy nhiên thì bù lại, độ sáng cũng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chúng ta khi mà chúng ta mang chiếc máy này ra bên ngoài để giải trí cũng như là làm việc ngoài trời. Và nếu như anh em có làm về Photoshop, in-ấn banner thì có thể anh em nên cân chỉnh lại màn hình của chiếc máy này để cho cái chất lượng đầu ra, chỉnh sửa video hay là banner của chúng ta nó sẽ chính xác hơn. Và với 14 triệu chúng ta có một chiếc máy có cái diện tích hiển thị rộng rãi. Và mặc dù là phổ màu nó cũng chưa phải là quá xuất sắc, tuy nhiên thì với mình nó cũng đã là cực kỳ tốt trong tầm giá rồi. Và đi kèm với một màn hình tốt cũng như là một thiết kế đẹp thì bàn phím của chiếc S340 này cũng như là với Lenovo nói riêng thì luôn làm cho mình cực kỳ là ấn tượng và cực kỳ là hài lòng. Với chiếc bàn phím của chiếc S340 này thì nó sở hữu cho mình một chất liệu nhựa cao cấp ở keycap. Nó hoàn toàn không gây tiếng ồn so với những chiếc máy laptop Ultrabook văn phòng thông thường, khi mà chất liệu nó làm bằng nhựa rẻ tiền, cảm giác nó gõ là kẹt là cạch, nghe nó rất là khó chịu. Thì với mình là một người hay làm việc vào ban đêm thì cái bàn phím này hoàn toàn không gây tiếng ồn khi mà mình sử dụng ở những môi trường mà cần một cái không gian yên tĩnh. Và trải nghiệm của bàn phím trên chiếc máy này thì nó cũng giống như trải nghiệm của mình trên chiếc S540 thôi. Nó là dù hành trình nó vẫn khá là nông, tuy nhiên thì phản hồi nó cũng rất là nhanh và nhạy, không xảy ra hiện tượng flake. Đồng thời layout bố trí nó cũng rất là hợp lý, cảm giác gõ nó thoải mái và không mỏi tay khi mà mình sử dụng trong một thời gian dài. Tuy nhiên ấy, thì cái điểm ăn tiền của trên chiếc máy này hơn chiếc S540 là cái đèn nền bàn phím nó rất là sáng. Nó sáng hơn chiếc S540 rất là nhiều. Và nó hỗ trợ rất tốt cho mình ở những cái điều kiện mà môi trường nó thiếu ánh sáng khi mà mình sử dụng. Với những anh em mà làm về văn phòng, làm về nội dung hay làm content, hay là sinh viên các ngành báo chí chẳng hạn, thì đây chắc chắn sẽ là một cái bàn phím nó cực kỳ ăn tiền với mức giá 14 triệu đồng trên chiếc máy này. Và dù có một bàn phím rất tốt, tuy nhiên thì cái touchpad của chiếc S340 này thì mình cảm thấy nó chưa được ngon cho lắm. Cảm giác thao tác ở trên chiếc touchpad này, nó cảm giác di chuyển nó khá là rít, đặc biệt là với những anh em mà hay ra mồ hôi tay nhiều như mình. Và bên cạnh đó thì cảm giác ấn cái click trái phải nó cũng hơi bị delay và nó cũng chưa thoải mái cho lắm bởi vì nó khá là cứng. Bên cạnh đó thì diện tích nó cũng khá là nhỏ, thì mình là sở hữu một cái bàn tay nó khá là to cho nên là mình sử dụng nó cũng không thoải mái và mình lúc nào cũng phải sử dụng thêm một cái chuột ở ngoài. Và đây là một điểm trừ nó khá là đáng tiếc. Tuy nhiên thì với mức giá 14 triệu đồng thì chúng ta khó có thể đòi hỏi những thứ nó quá toàn diện trên chiếc máy này cả. Và với mình thì đây cũng là một điều chúng ta phải đánh đổi thôi. Đi sâu vào bên trong chiếc máy này thì với 14 triệu chúng ta có chip Core i5 Gen 10 1210U, RAM 8GB và SSD 256. Với con chip i5 Gen 10 1210U này thì chúng ta cũng chỉ có thể chơi những tựa game eSports ở mức thiết lập cơ bản hay là web game mà thôi. Bên cạnh đó thì với RAM 8GB thì nếu như anh em nào có nhu cầu bật nhiều tab web hay là những file Excel không quá nặng thì anh em hoàn toàn yên tâm, bởi vì là với RAM 8GB chúng ta không phải lo giật lag gì cả. Và nếu như anh em đang có một câu hỏi là chiếc máy này có nâng cấp được không, thì câu trả lời của mình là có, khi mà Lenovo đã rất sông sênh trang bị cho chiếc máy này một khe nâng cấp RAM, một khe SSD và thậm chí là cả một khe HDD 2.5 nữa. Một chiếc máy rất mỏng nhẹ như này vẫn có HDD 2.5, rất là tốt đúng không nào? Và nếu như anh em đang thắc mắc là cấu hình này chỉ có thể chơi game eSports, thì thật sự là đây chỉ là cũng là một chiếc Ultrabook mỏng nhẹ thôi. Nó cũng không phải là quá là kinh khủng như là những chiếc laptop gaming sôi thịt được. Và nếu như anh em đang có nhu cầu tìm một cái máy gaming sôi thịt mà để chiến game còn là quá khủng khiếp, thì thật sự chiếc S340 này không phù hợp với anh em đâu. Và bên cạnh một ngoại hình đẹp và mọi chức năng đáp ứng đủ nhu cầu, thì thời lượng pin cũng là một trong yếu tố thứ yếu khi anh em quyết định xuống tiền mua một chiếc Ultrabook. Thì với chiếc máy này sở hữu thỏi pin 52Wh thì chúng ta sẽ có 7 tiếng với những tác vụ như là làm văn phòng, xem YouTube hay là lướt web, đọc báo ở độ sáng là 50%. Và với 7 tiếng đồng hồ sử dụng, nếu như chúng ta không có quá nhiều tác vụ phải làm thì thậm chí một ngày chúng ta có khi cũng không phải mang theo cục sạc làm gì cả. Chúng ta chỉ cần mang theo cái máy này thôi, rất là nhẹ nhàng tình cảm.
Và với mình, 7 tiếng đồng hồ cũng là một thời lượng cực kỳ tốt trên một chiếc laptop Ultrabook rồi. Bên cạnh đó thì có một vài trang bị khác rất cơ bản như là các cổng kết nối cũng được hỗ trợ rất đầy đủ, như là hai cổng USB-A, một cổng HDMI và một jack combo 3.5 cũng như là cổng sạc AC. Và cuối cùng là về giải loa của chiếc máy này thì cũng chỉ dừng lại ở mức chấp nhận được thôi. Nếu như anh em là người nghe nhạc có lời, nghe nhạc vocal hay là nghe sách đọc thì cũng hoàn toàn phù hợp. Còn nếu như anh em yêu cầu một chiếc loa mà có thể nghe được nhạc EDM inh ỏi thì thật sự là chiếc F340 này không phải là lợi thế rồi. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho anh em trong video lần này. Và tổng kết lại, với 14 triệu đồng thì chiếc S340 là một chiếc Ultrabook cân bằng giữa cấu hình và mức giá. Về thiết kế, trải nghiệm gõ phím, màn hình, thời lượng pin đã làm mình cực kỳ hài lòng trong quá trình mình sử dụng. Và với những anh em sinh viên làm nội dung văn phòng hay thậm chí là những anh em chỉ cần một chiếc máy tính nhẹ nhàng có thể mang đi bất cứ đâu để sử dụng thì chiếc máy này hoàn toàn phù hợp. Và anh em nghĩ sao về những gì mình chia sẻ? Không biết anh em đã được trải nghiệm chiếc S340 này chưa? Thì có thể hoàn toàn comment ở phía dưới phần bình luận và đừng quên like, subscribe cũng như là chia sẻ cho channel của Laptop & Z nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.